Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với thành phố Las Vegas của nước Mỹ. Trước mắt chúng ta là trận đấu thực sự được chờ đợi giữa Dương Quốc Hoàng và Alexander Kazakis. Và lúc này thì trọng tài đang căn dặn những đôi lời trước khi trận đấu kinh điển này được diễn ra. Và các bạn cũng đừng quên có thể tương tác cũng như là chia sẻ cái livestream này để chúng ta cùng nhau cổ vũ cho Dương Quốc Hoàng giành chiến thắng trước Alexander Kazakis, một tay cờ rất nổi tiếng người Hy Lạp. Ở cú thủ bi thì Kazakis sẽ là người được quyền départ. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những lá cờ của Việt Nam xuất hiện trên livestream và hy vọng Dương Hoàng sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn cho nền pool của Việt Nam. Không có bị mục tiêu nào rơi sau cú phá vừa rồi của Alexander Kazakis. Đúng là ngày thi đấu thứ hai rồi, mình cũng đã bình luận quá nhiều trận đấu rồi nhưng vẫn chưa gặp một ai phá tốt cả. Chúng ta hy vọng điều đó sẽ thuộc về Dương Quốc Hoàng. Cơ hội đầu tiên dành cho Dương Quốc Hoàng. Vẫn sẽ có sự lộm nhộm ở 4 và 5. Dương Quốc Hoàng là chùm 10 bi ở Việt Nam. Và ở các đấu trường quốc tế thì Dương Quốc Hoàng cũng đã đạt được những thành tích hết sức ấn tượng. Ở giải Las Vegas năm ngoái thì Quốc Hoàng lọt vào đến top 8. Và với thành tích này thì Quốc Hoàng đã được miễn vòng thi đấu đầu tiên. Wow! Một tình huống xử lý quá hay của Dương Quốc Hoàng. Đó là tình huống mà Dương Hoàng đã ăn hai phá bộ đôi 4-5 ra ngoài và trô thẳng về để đánh đi mục tiêu số 3. Quá hay, quá hay. Trên khán đài chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một đồng đội của Dương Hoàng, đó là Đặng Thành Kiên. Tin vui dành cho nền bia của Việt Nam, đó là Đặng Thành Kiên cũng đã có được chiến thắng ở rạng sáng ngày hôm nay trước một đối thủ người Jamaica. Và Thành Kiên vẫn sẽ còn một trận đấu nữa để giành tấm vé góp mặt ở vòng 64 tay cờ mạnh nhất ở giải Las Vegas Open. Trong khi đó thì đây là trận đấu mà Dương Hoàng hướng tới chiến thắng để lấy tấm vé thẳng góp mặt trong vòng knockout đầu tiên của giải đấu này. Những cú đánh đầu tiên của Dương Hoàng đang cho chúng ta một sự hứng khởi. Hình bí lúc này là quá đơn giản với đẳng cấp của Dương Quốc Hoàng rồi. Bảy tám chín mười. Phong cách thi đấu của Dương Quốc Hoàng là rất bình tĩnh, điềm tĩnh. Không có gì phải vội vàng cả. Dương Hoàng cũng đã gặp quá nhiều những đối thủ sừng sỏ. Và cái tên Kazakis dù là một đối thủ lớn, nhưng chắc chắn sự tê dại là điều mà chúng ta hy vọng Quốc Hoàng sẽ không gặp phải ở trận đấu này. 10 sẽ được kết thúc về lỗ 5 ở bên phía tay phải. Và thậm chí Dương Quốc Hoàng cẩn thận chỉ bi mục tiêu cuối cùng này luôn. Tỷ số sẽ được mở dành cho Dương Quốc Hoàng với một ván dọn bàn đẳng cấp. Rất nhanh ạ, rất nhanh dù Dương Hoàng có một lối đánh khá điềm tĩnh. Cố lên nào ạ, Dương Quốc Hoàng. Yeah,
Chào bạn Nguyễn Minh Hải nhé. Trận đấu của anh Kiên thì đã có, anh Kiên cũng đã chiến thắng với tỷ số là 2-0 trước đối thủ người Jamaica. Như vậy là chúng ta vẫn còn 3 cái tên ở giải Las Vegas Open. Có thể nói là Dương Quốc Hoàng là niềm hy vọng số 1 của Pool Việt Nam ở rất nhiều nội dung, và ở hai giải đấu sắp tới thì chúng ta cùng hy vọng phong độ ổn định của Dương Hoàng sẽ tiếp tục được thể hiện và sẽ đạt những thành tích cao hơn nữa. Trở về với top 8 của giải vô địch Pool 9B thế giới thì Dương Hoàng đã tạo nên một làn sóng viral rất mạnh ở nội dung bia. Hy vọng thì Quốc Hoàng sẽ tiếp tục làm được điều đó ở những giải đấu trên đất Mỹ. Và cú đệm par vừa rồi của Dương Hoàng đã có bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Hai thuận lợi nhưng sẽ có tình huống dành cho Dương Hoàng ở combo 4, 6 và 9. Đây là trận đấu đầu tiên mà tôi bình luận Dương Quốc Hoàng ở giải đấu này. Trước đó thì tôi cũng không theo dõi trận đấu của Dương Hoàng gặp đối thủ đến từ Ấn Độ. Và không biết là những cú phá của Dương Hoàng có tốt hay không. Nhưng lúc này thì cú phá đầu tiên của Dương Hoàng là khá ổn rồi. Ít nhất là anh sẽ có quyền chủ động. Đây sẽ là tình huống khó nhất dành cho Dương Hoàng. Hãy cùng xem sự tính toán của Dương Hoàng là như thế nào đây. Có thể anh đang tính tới phương án là mượn má 4 để dò 9. Không, như vậy là phương án dò 9. Như vậy là vẫn dò 9. Như vậy là Dương Hoàng vẫn quyết định mượn má 4 để dò 9. Không đơn giản, không đơn giản khi mà chúng tôi thấy là cái ở một vị trí không thuận lợi dành cho Dương Quốc Hoàng. Và anh vừa xin thêm thời gian để nghĩ lại liệu có nên dò hay không. Hình bị là rất thoáng rồi, và đây là thời điểm mà nếu như thành công thì Dương Quốc Hoàng có thể thắng luôn ván thi đấu thứ hai. Nhưng không có được sự may mắn thì Kazakis sẽ có được cơ hội. Sẽ là cú dò bi của Dương Quốc Hoàng. Đó là pha xử lý tuyệt vời của Dương Quốc Hoàng. Có gì nữa mà các bạn không thả tim cho cú dò bi đỉnh cao chết hai bi của Dương Hoàng. Quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Bi số 9 và bi số 5 đã rơi xuống lỗ sau cú đánh vừa rồi của Dương Hoàng, và bây giờ hình bi đã mở hẳn ra để cho Dương Hoàng có được chiến thắng thứ hai ở trong set đấu đầu tiên. Kinh khủng. Một phong độ có thể nói là kinh khủng của Dương Quốc Hoàng, và đó là điều mà chúng ta trông đợi. Trận đầu của Dương Hoàng, các bạn có thể thấy là chuyên gia dọn bàn Thanh Kiên cũng đang góp mặt và hy vọng là Thành Kiên, Dương Hoàng cũng như là cái tên còn lại của BI Việt Nam là Nguyễn Anh Tuấn sẽ có được những chiến thắng tiếp theo. Kazakis chưa được đánh. Kazakis mới chỉ phá một quả ở trong trận đấu này thôi. Và có lẽ cho đến lúc này thì Kazakis cũng đã biết Dương Quốc Hoàng là ai rồi. Nên nhớ rằng ở nội dung 10B thì Dương Hoàng thậm chí là còn được đánh giá cao hơn so với nội dung Pool 9B. Quá xuất sắc. Chúng ta có một cảm giác rất tự tin trong từng cú đánh của Dương Quốc Hoàng. Và đây là chiến thắng thứ hai dành cho Dương Quốc Hoàng. Rất tuyệt vời.
Bây giờ thì điều chúng ta trông đợi nữa là Dương Hoàng chỉ cần phá tốt thôi. Phá tốt và có được sự may mắn trong các cú phá của mình thì hoàn toàn có thể khiến cho Kazakit bị teo cơ, bị lạnh cơ, nguội cơ. Thực sự khi xem Dư Hoàng thi đấu thì chúng ta luôn có những cảm xúc rất dâng trào. Các bạn đang đến theo dõi buổi tường thuật trực tiếp những trận đấu ở ngày thi đấu thứ hai của giải đấu Las Vegas Open. Giải đấu được Box Sport mua bản quyền và được phát sóng trực tiếp trên hai nền tảng Facebook và YouTube cùng một kênh có tên là Bilaspunvien. Các bạn có thể theo dõi hai kênh này để chúng ta chứng kiến những trận đấu hay của các giải đấu nằm trong hệ thống của Predator. Một cú chẹp của Dương Hoàng cho chúng ta hiểu rằng cú phá vừa rồi của anh không có bị mục tiêu nào giữa sung lỗ cả. Và hình bi thì nó không gây khó ở thử thách đầu tiên dành cho Alexander Kazakis. Chúng ta sẽ cùng đến với những cú đánh đầu tiên của Kazakis. Đối thủ của Dương Quốc Hoàng trong ngày hôm nay là cái tên đến từ Hy Lạp. Một cái tên thực sự sừng sỏ. Alexander Kazakis đã đạt được rất nhiều thành tích cao ở trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Đỉnh cao là vô địch 10 bi châu Âu vào năm 2012. Và một thành tích nữa rất đáng để kể trong sự nghiệp của Alexander Kazakis, đó là vào năm 2018 thì anh được xếp hạng tay cờ số 1 thế giới. Chúng ta cùng hy vọng rằng 4, 5, 8, 9 sẽ phần nào đó gây khó dành cho Alexander Kazakis. Đánh ở những giây cuối cùng của Kazakis. Bị mục tiêu số 8 vẫn hoàn toàn có thể đổ lỗ 10. Đây là thời điểm mà Dương Quốc Hoàng vẫn đang có được lợi thế. Hãy nhìn cái cách mà Alexander Kazakis đối đầu với Dương Hoàng khi đã bị dẫn trước với hai ván. Tay cờ này vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ đây là một hình bì không gây quá nhiều khó khăn dành cho Alexander Kazakis. Sự khó khăn lớn nhất đó là bộ đôi 8-9 đang nằm khá sát nhau. Hãy cùng chờ xem là Kazakis điều 8 như thế nào đây. Oh! Oh!
Chúng tôi đã hy vọng vào một điều ở combo 89 và điều đó đã xảy ra với cú điều bi này của Alexander Kazakis. Một cú điều bi mà có lẽ là Kazakis muốn đổ 8 lỗ 10. Nhưng bây giờ thì anh đã bị đuôi hoàn toàn sau đít con 10 rồi. Kazakis đã tự bắt đuôi mình. Và cú đánh sau đó là một đánh không thành công của Alexander Kazakis. Dương Quốc Hoàng chỉ còn 3 bi nữa thôi, quá đơn giản với đẳng cấp của Dương Quốc Hoàng. Tám từ chỗ từ việc là không còn ăn được về lỗ 5 bên phía tay phải thì bây giờ Kazakis đã làm điều đó dành cho Dương Quốc Hoàng rồi. Một trận đấu với những tay cờ đỉnh cao như thế này thì chỉ một sai lầm thôi thì mọi điều hoàn toàn có thể giả giá, và Dương Hoàng đang trừng phạt sai lầm đó của Alexander Kazakis. Chỉ còn 2 bi nữa thôi. Bi mục tiêu cuối cùng dành cho Dương Hoàng là một thử thách quá đơn giản rồi, tỷ số là 3-0 sau món quà mà Alexander Kazakis đã trao tặng dành cho Dương Hoàng. Tuyệt vời, 3-0 dành cho Dương Quốc Hoàng rồi. Niềm hy vọng lớn nhất của Pool Việt Nam vẫn đang có một khởi đầu quá mỹ mãn. Kazakis vừa phải uống Coca-Cola để hy vọng với sự hứng khởi nào đó từ hương vị Coca-Cola sẽ mang lại cho Kazakhstan một sự tự tin và không mắc sai lầm nào nữa. Nhưng bên cạnh Dương Quốc Hoàng, bên cạnh Kazakhstan là Dương Quốc Hoàng cũng đang muốn uống Pepsi. Không, cái bình nước của Dương Quốc Hoàng chỉ là một bình nước lọc bình thường thôi. Dương Quốc Hoàng nói không với nước ngọt. Gần như là mọi thứ đang rất ủng hộ và thuận lợi cho Dương Quốc Hoàng. Chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ tư và hy vọng nó sẽ là một ván đấu mà Dương Hoàng có thể đi chấm sau cú break của mình. Chín rơi rồi, hình bi sẽ khó dành cho Dương Quốc Hoàng. Sẽ là một cuộc đấu trí giữa Dương Quốc Hoàng và Alexander Kazakis ở ván thi đấu thứ tư này. Quốc Hoàng sẽ thực hiện một cú đánh an toàn trong trường hợp mà không nhìn thấy má một nữa. Như vậy là vẫn còn má để chạm đi mục tiêu số 1. Và Quốc Hoàng sẽ quyết định đánh luôn. Không thành công rồi. Ý đồ của Dương Hoàng đó là bắt đuôi sau đít 8. Nhưng lúc này thì một đã hở ra. Không, như vậy là góc quay này thì một đã bị đuôi rồi. Sẽ là một tình huống mượn má một để dò bốn của Alexander Kazakis. Vẫn còn một cái má mỏng bên phía tay phải theo góc đánh của Kazakis. Và cú đánh vừa rồi của Kazakis đã đưa được bốn rơi xuống lỗ rồi. Nhưng cái cũng đã rơi theo dành cho Alexander Kazakis. Rất đáng tiếc. Kazakis đang quá thiếu may mắn trong những đường cơ của mình. Đây là lỗi thứ hai của Kazakis ở trong trận đấu này, và có lẽ là cũng chỉ cần hai lỗi thôi thì nhiều khả năng Kazakis sẽ phải trả giá. Hình bị quá thoáng để cho Dương Hoàng có thể dọn bàn.
Một khởi đầu quá mỹ mãn rồi giữa cô Hoàng ơi. Món quà thứ hai mà Kazakit dành tặng cho Dương Công Hoàng. Thì vừa rồi Dương Công Hoàng đã nói lời cảm ơn với Kazakit. Nhưng đáng tiếc là Kazakit không hiểu tiếng Việt. Lối đánh rất điềm đạm của Dương Công Hoàng. Xứng đáng là thần tượng của rất nhiều tay cơ trẻ hiện nay. Dương Hoàng đã tự làm khó mình với một cú điều 6 không phải là hoàn hảo. Góc chém không phải là thuận lợi nhất dành cho Dương Hoàng. Nhưng hy vọng là Dương Hoàng vẫn sẽ có được sự chính xác. Bởi vì đây vẫn là một hình bi không phải là quá khó khăn dành cho đẳng cấp của Dương Quốc Hoàng. Quá tốt. Ba bi mục tiêu nữa thì Dương Quốc Hoàng sẽ có được chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên. Nếu như cứ đánh như thế này thì có thể là Kazakit sẽ phân đau đó có một sự tê dại. Bởi vì trong lịch sử thi đấu của Kazakit, chúng ta đã không ít lần thấy tay cờ người Hy Lạp không có được một sự bình tĩnh tốt nhất. Và bây giờ sẽ là bi mục tiêu cuối cùng dành cho Dương Quốc Hoàng. Mọi thứ đang diễn ra quá thuận lợi dành cho tay cờ Việt Nam của chúng ta. Tỷ số là 4-0 ở trong set đấu đầu tiên. Và chiến thắng ở trong set đấu thứ nhất gọi tên Dương Quốc Hoàng 4-0. Không cho Kazakit thắng một ván nào luôn. Việc uống Coca-Cola của Kazakit chưa mang lại hiệu quả. Có lẽ là anh cần phải chờ Coca-Cola ngấm. Mà thông thường khi mà Coca-Cola uống vào để ngấm, để đánh lên đồng thì mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Quãng thời gian 4 tiếng đồng hồ đó thì có lẽ là Dương Quốc Hoàng sẽ thắng luôn ở trong set đấu thứ hai rồi. Và một số bạn đang vào hỏi rất nhiều về cái thể thức thi đấu. Thì luật thi đấu ở cái giải Las Vegas Open này thì nó khá là mới, đó là thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp là chạm 4. Hiệp thi đấu thứ nhất thì Quốc Hoàng thắng rồi, hai hiệp không liên quan là gì đến nhau cả. Hiệp nào ông nào thắng thì sẽ có được chiến thắng trong set đấu đấy luôn. Quốc Hoàng đã thắng hiệp 1 rồi, bây giờ hiệp 2 thắng 4-0 nữa hoặc là 4-1, 4-3 gì nữa là thắng luôn. Còn nếu như hai ông thắng mỗi ông một hiệp thì sẽ đá luôn lưu, đá pen. 4 quả. Chúng ta sẽ cùng đến luôn với set đấu thứ hai, ván đấu đầu tiên của set đấu thứ hai. Cú đề pa của Dương Hoàng là một cú đề pa không có sự may mắn rồi. Dù bi mục tiêu số 1 đã rơi, nhưng lúc này thì 4 đã che mặt thai và cô Hoàng sẽ tính tới một cú đánh an toàn. Cú đánh an toàn, khá an toàn của Dương Hoàng. Bởi vì Dương Hoàng tự tin vào khả năng nhảy bi của mình. Kazakit nhường luôn rồi. Như vậy là Alexander Kazakit đã bảo mày ngon thì mày nhảy đi. Và Dương Quốc Hoàng sẽ cần phải thể hiện cho Kazakit rằng là tôi ngon. Chỉ 2 về lỗ 10.
chỉ 2 về lỗ 10 là nhảy kiểu gì đây hả Dương Hoàng? Cũng có thể đó là một cú nhảy cú chỉ lỗ cho vui của Dương Hoàng. Bởi vì nhảy cân 2 về lỗ 10 ở một góc này gần như là không thể rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi Dương Hoàng sẽ tính toán như thế nào đây. Đó chỉ là một cú nhảy bi, một cú chỉ lỗ. Có thể nói là chiến thuật của Dương Hoàng thôi, nhưng cú nhảy bi này của Quốc Hoàng đã bị lỗi, hơi bị tẹt cơ và nó không có được sự may mắn sau đó rồi. Bây giờ thì Kazakis sẽ có cơ hội để có thể dọn bàn. Có thể là tay cơ đến từ Hy Lạp sẽ dọn đến con 8, dọn đến con 7. Xong đấy bắt đuôi con 8 sau đít 9. Tự bắt đuôi chính mình. Và Dương Quốc Hoàng lại có được cơ hội. Ta sẽ cùng chờ đợi kịch bản đó dành cho Kazakis. Có thể những sai lầm ở trong set đấu đầu tiên của Kazakis là một điều dễ hiểu khi mà tay cơ này chưa thực sự làm quen quá nhiều. Và đây không, đây liệu có phải là thời gian mà Kazakis đã trở lại hay chưa? Ta sẽ cùng chờ đợi khả năng dọn bàn của tay cơ đến từ Hy Lạp. Hành bi là rất thoáng rồi. Alexander Kazakis hiểu rằng mình không còn đường lùi nữa. Và chúng ta cũng có thể hiểu được rằng tại sao khi mà Quốc Hoàng nhảy con 2 lỗi thì anh lại thất vọng với bản thân mình đến như vậy. Bởi vì Quốc Hoàng hiểu rằng với đẳng cấp của Kazakis hay là với đẳng cấp của những tay cơ hàng đầu thế giới thì chỉ cần một tình huống lỗi thôi thì có thể kết thúc cả một trận đấu luôn. Đặc biệt là với một cái ray quá ngắn như thế này. Thì chỉ cần một hai sai lầm nhỏ thôi, mọi thứ hoàn toàn có thể bị trả giá. 30 mục tiêu nữa dành cho Alexander Kazakis. Kazakis đã lắc đầu bởi vì đây là một cái má không thuận lợi để điều bị mục tiêu số 10 và Kazakis buộc phải mượn một băng quay trở về sau khi ăn bị mục tiêu số 9 này. Chính xác là cú đánh mượn hai băng của Kazakis và ở một thời điểm mà như vừa rồi mà Kazakis lại tự tin để có một cú đánh kỹ thuật. Thì đó là điều đã cho thấy được đẳng cấp của Kazakis. Và mục tiêu cuối cùng dành cho tay cơ đến từ Hy Lạp là một thử thách đơn giản. Tỷ số được mở dành cho Kazakis ở trong set thi đấu thứ hai này. Và lúc này thì Quốc Hoàng vẫn đang có được lợi thế. Vẻ mặt của Dương Hoàng không biết là anh đang nghĩ điều gì đây. Sau trận đấu của Dương Quốc Hoàng thì Nguyễn Anh Tuấn cũng sẽ có một trận đấu và đối thủ của Nguyễn Anh Tuấn
sẽ là Robert Eric Baker của nước chủ nhà Mỹ. Chúng ta sẽ cùng đến luôn với ván thi đấu thứ hai ở trong set thi đấu thứ hai, và người sẽ được quyền đề ba đó là Alexander Kazakis. Cú phá rất mạnh của Kazakis nhưng không có bi nào rơi cả. Đúng là quá khó khăn với những cú phá ở nội dung pool 10 bi. Chào bạn ốc NB nhá, Nguyễn Anh Tuấn thì sẽ đánh vào lúc sau trận đấu này luôn. Theo giờ Việt Nam là sẽ vào lúc bao nhiêu giờ đây? 11 giờ, chính xác là 11 giờ theo giờ của Việt Nam, tức là sẽ còn 2 tiếng nữa, gần 2 tiếng nữa thì Nguyễn Anh Tuấn cũng sẽ đánh luôn. Giữa cô hàng sẽ thực hiện một tình huống cộng bì. Không. Như vậy là giữa cô hàng không quyết định công mà thủ ở hình bi vừa rồi. Cầu tây khó chịu có lẽ là điều khiến cho giữa cô hàng chậm lại với một pha thủ bi. Và nhìn chung thì pha thủ bi vừa rồi của giữa cô hàng là khá ổn. Nó không hoàn hảo như ý đồ bắt đuôi sau đít 9 của giữa cô hàng. Nhưng lúc này thì cái và một đang theo kiểu là anh ở đầu sông, em cuối sông. Nhiệm vụ của Kazakis có lẽ là muốn giữ cái ở đít con một luôn và đưa một đến một vị trí khác. Không phải. Đó là một cú đánh với ý đồ không đọc được. Chúng tôi không đọc được ý đồ của Kazakis. Nhưng may mắn đã dành cho tay cờ người Hy Lạp khi mà lúc này hình bi là rất khó dành cho Dương Quốc Hoàng. Pha thủ bi này của Dương Quốc Hoàng là một pha thủ bi có lẽ là tốt rồi. Không biết là còn đường để cho Kazakis có thể chạm vào bi mục tiêu số 1 nữa hay không. Có lẽ là không còn. Góc quan sát này thì không còn nữa. Và Kazakis sẽ thực hiện cho mình một pha nhảy bi. Một tình huống nhảy cho vui của Kazakis nhưng lại có may mắn dành cho anh rồi. Ta sẽ cùng xem lại một pha nhảy bi không thành công của Alexander Kazakis, nhưng bị cái lại va vào bi số 3 và sau đó khiến cho Dương Hoàng cũng phải nhảy theo. Em nhảy rồi thì sẽ đến anh nhảy. Và cú nhảy bi này của Dương Hoàng có lẽ là với ý đồ do 6. Rất đáng tiếc dành cho Dương Hoàng. Rất đáng tiếc. Một cú nhảy bi với lực quá mạnh. Và sau khi va vào bột thì bi cái đã rơi theo 6 xuống lỗ. Quyền đặt bi sẽ thuộc về Alexander Kazakis. Và hình bi lúc này là một hình bi thuận lợi để cho Kazakis có thể giải quyết. Không loại trừ khả năng thì Kazakis sẽ cộng 3 vào 10.
sau khi ăn pin mục tiêu số 2. Nhưng không ổn rồi. Kazakit lại tự làm khó mình rồi. Ít ra thì Kazakit sẽ gặp khó trong việc cộng 3 vào 10. 2 thì đơn giản để có thể ăn. Nhưng ý đồ cộng 3 vào 10 của Kazakit có lẽ là đã không thể diễn ra. Và bây giờ sẽ là một sự khó khăn dành cho Alexander Kazakis. Mục tiêu số 3 đã nói với Kazakis rằng không được đâu, đánh từ 3 đến 10 đi bạn ơi. Và tình huống thủ bi này của Kazakis cũng gặp lỗi. Oh. Quốc Hoàng xin thêm thời gian. Không biết là cái khe để chạm vào mục tiêu số 3 giữa 4 và 5 thì Dư Quốc Hoàng sẽ xử lý kiểu gì đây? Vẫn còn một cái khe, dù không còn đường chém nữa, thì Quốc Hoàng sẽ nghĩ tới một phương án thủ bi. Một cú đánh không thành công. Bắt lỗi à? Trọng tài muốn bắt lỗi Dư Quốc Hoàng. Anh Hoàng nói là anh Kiên giải thích cho con này cái. Cho bà này cái. Xem va ngày hôm qua thì Thành Kiên cũng đã có một tình huống mà bảo là trọng tài xem va khi trọng tài bắt lỗi Thành Kiên. Chúng ta sẽ cùng xem đây có phải là cú đánh lỗi của Quốc Hoàng hay không. Một cú đánh mà bi mục tiêu bi cái đã chạm vào bi ba trước. Và nếu như bắt lỗi thì hoàn toàn Quốc Hoàng có thể xem va. Bảo trọng tài xem va. Bà này bà làm sao thế nhỉ? Bà đây tính bắt lỗi Dương Quốc Hoàng. Hoàn toàn là một cú đánh hợp lệ của Dương Hoàng. Có lẽ là cần phải xem va, trọng tài cần phải xem va. Ngày hôm qua thì Thành Kiên một chút nữa, nếu như anh Kiên không biết tiếng Anh thì để luôn cho trọng tài bắt lỗi. Và đây là một tình huống mà hoàn toàn đã chạm vào bi ba trước khi chạm vào bi mục tiêu số 5. Chúng ta cần một góc quay khác để xem mà trọng tài đang làm gì. Tình huống rất drama, giải đấu này rất drama. Ngày hôm qua thì Thành Kiên cũng phải mất đến khoảng 3-4 phút khi mà trọng tài tính bắt lỗi Thành Kiên. Thì bây giờ thì lại nhè với ông Việt Nam để bắt lỗi. Trọng tài vẫn đang vào khu vực kỹ thuật xem lại băng ghi hình. Xin lỗi Quốc Hoàng nhé, mấy cái ở đây này. Xin lỗi Dương Quốc Hoàng nhé, mấy cái bây giờ rời linh tinh rồi, không biết chỗ nào cả. Và trọng tài đang nói với Kazakit rằng lúc nãy là cái ở đây phải không bạn ơi? Kazakit bảo không, cái ở nằm đít ba cơ mà. Bây giờ thì trọng tài nói đừng có mà lươn khươn, cái ở đây, tôi đã biết là cái ở đây rồi. Rất may dành cho Dương Quốc Hoàng là ngày hôm qua có lẽ là anh cũng học được kinh nghiệm của phần nào đó, nhận kinh nghiệm từ Thành Kiên là khi mà trọng tài bắt lỗi cãi luôn, cãi tay đôi luôn, không sợ gì cả. Và bây giờ thì dù không phải là một cú đánh lỗi, Kazakit vẫn đã sẽ có quyền chủ động ở hình bi tiếp theo. Đó là một tình huống mà Kazakit muốn thủ bi.
Lực đi quá ghê gớm của Alexander Kazakis, quá ghê gớm thực sự là như vậy. Một ý đồ quá táo bạo khi mà Kazakis có thể nhận một sự rủi ro đó là chết cái, nhưng không. Anh vẫn cố gắng dí đuôi sau đi còn 4 và bây giờ thì Quốc Hoàng sẽ buộc phải nhảy tiếp. Thành công ở mục tiêu số 3 dành cho Dương Quốc Hoàng. Quá tuyệt vời Quốc Hoàng ơi. Một ván đấu nhiều drama và Quốc Hoàng sẽ cần phải giải quyết drama này bằng một chiến thắng đi. Cú nhảy bi khủng khiếp của Dương Quốc Hoàng. Dù cho một chút nào đó may mắn khi mà viên bi mục tiêu số 3 đã va vào 7 và rơi xuống lỗ 5. Cứ đánh một vài con như thế nữa thì hoàn toàn Kazakis không thể cầm cơ nổi luôn. Đó là chúng ta hy vọng vậy. Nếu như những hành vi đơn giản thì chúng ta cảm thấy Dương Quang đánh rất chắc tay và rất tự tin. Quá nhiều siêu phẩm ở trong trận đấu này mà Dương Quốc Hoàng dành tặng cho Alexander Kazakis. Đặc biệt là cú nhảy bi vừa rồi. Dù bên bên cái và bên tiêu số 4 ở một khoảng cách quá xa, Quốc Hoàng vẫn tự tin để bốc một quả đầu có thể nói là kinh điển. Tầm cao trong cú nhảy bi vừa rồi của Dương Quốc Hoàng phải lên đến 20 km. Một chút nữa thôi thì bị mục tiêu số 8 đã nằm ở cái lỗ. Huống mà Biden đã lắc 82 lần qua băng này tới băng kia, nhưng sau đó nó vẫn rơi vào lỗ. Cảm giác người xem lúc này cũng là tê lòi. Rất đáng tiếc dành cho Dương Quốc Hoàng. Không thể tin nổi. Cái lắc đầu của Dương Quốc Hoàng. Quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc cho Dương Quốc Hoàng. Như vậy là Kazakis đã có được chiến thắng thứ hai sau một sự đen đủi của Dương Quốc Hoàng. Bằng một cách nào đó mà chín lắc đi lắc lại rất mạnh nhưng lại không thèm rơi. Quốc Hoàng đã mất đi một ván đấu ở trong set thi đấu thứ hai một cách cực kỳ đáng tiếc. Và lúc này thì tỷ số đang là 2-0 dành cho Alexander Kazakis. Như vậy là chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ ba. Một sự khởi đầu tốt của Kazakis với khá nhiều những drama và quá nhiều điều để nói trong hai ván đấu của set đấu thứ hai. Tất nhiên là Quốc Hoàng vẫn sẽ còn nguyên cơ hội để có thể giành luôn chiến thắng ở set đấu này.
Điều Quốc Hoàng cần ở đây đó là trở lại với phong độ của mình và cần thêm cả may mắn nữa. Vì mục tiêu đầu tiên Quốc Hoàng quyết định công luôn. Sẽ là một tình huống cần một về lỗ nằm góc đối diện của Dương Quốc Hoàng. Một cú cân bi nhẹ nhàng nhưng không thành công của Dương Quốc Hoàng. Nó vẫn thiếu đi độ mỏng. Ý đồ của Dương Hoàng là cân và sau đó dọn bàn. Đã ra một cái hình đẹp rồi. Đáng tiếc là cú cân bi của Dương Hoàng đã không thể thành công. Cũng không thành công với cú đánh vừa rồi của Alexander Kazakis, và thậm chí vừa rồi anh đã gãi một hình bi khá luộm thuộm ra, đó là 5-3-7. Có lẽ áp lực trong từng tiếng tút tút ở những giây cuối cùng đã khiến cho Alexander Kazakis không có được một cú đánh tốt nhất. Cơ hội sẽ quay trở lại dành cho Dương Quốc Hoàng. Hình bi đá mở. Và có lẽ là bi mục tiêu số 4 này vẫn hoàn toàn còn đường riêng. Góc quan sát này thì khá là khó nhìn. Nhưng hy vọng là 4 vẫn còn đường riêng để kết thúc về lỗ 5 bên phía tay trái. Quốc Hoàng sẽ cần phải tính toán những tình huống khó khác, cả con 7 nữa. Như vậy là không còn má để đưa bi mục tiêu số 4 rơi xuống lỗ. Và đây sẽ là một cú giò 8 mở ra cả đường bi mục tiêu số 7 nữa dành cho Dương Quốc Hoàng. Nếu như giò 8 thành công và kiểm soát lực của VPK cũng như là bi mục tiêu số 4 tốt, cú đánh rất quan trọng của Dương Quốc Hoàng ở trong ván thi đấu thứ 3. Rơi rồi. Quốc Hoàng đã làm tốt trong cả hai việc ăn 8 và kiểm soát 4 cũng như viên VPK tốt. Bây giờ thì hình bi đã mở hẳn ra dành cho Dương Quốc Hoàng rồi. Cố lên nào Dương Hoàng. Với đẳng cấp của Dương Hoàng thì không có một sự khó khăn nào nữa. Quá hay khi mà Dương Quốc Hoàng không có một cái má đẹp nhất ở bi mục tiêu số 5 vừa rồi. Bi cái đã đi hình vòng cùng trước khi mượn hai băng để ăn bi mục tiêu số 6. Và bây giờ thì chỉ còn 3 bi nữa thôi. Chúng ta muốn Quốc Hoàng giành chiến thắng theo kiểu hai ván thì vẫn sướng hơn so với việc nếu như để cho đối phương kéo vào loạt đá luân lưu thì thực sự lúc đó không còn tim để mà xem nữa rồi. Hai bi mục tiêu nữa dành cho Dương Quốc Hoàng. Không cần bắn 10 lỗ 10. Lỗ 5 cũng là một thử thách dễ dành cho Dương Quốc Hoàng. Quốc Hoàng bắn rất chắc tay nhưng cảm giác của chúng ta vẫn thực sự quá là hồi hộp. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho Dương Quốc Hoàng.
một sự lâm ly cần thiết của Dương Hoàng ở thời điểm này. Tay cờ của Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội để có thể ngược dòng ở trong set đấu thứ hai. Lúc này thì các bạn ở trên livestream có thể giúp mình tương tác cũng như là thả những trái tim trong buổi livestream này nhá. Đây là một hệ thống kênh Bilat mới lập của Box Sport, cho nên là sẽ có khá nhiều bất tiện trong những buổi livestream đầu tiên, các bạn có thể thông cảm. Và đừng quên ủng hộ cho những buổi livestream như thế này bằng cách là thả tim cũng được, hoặc thả gan, thả phổi gì vào trận đấu này cũng ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi việc ngược dòng của Dương Quốc Hoàng. Xét đấu đầu tiên là một sự chênh lệch tuyệt đối. Nhưng ở xét đấu thứ hai chúng ta đã cảm thấy hơi nóng từ Kazakis. Cú phá rất mạnh. 6 đã rơi rồi. Nhưng đen đủi vẫn đeo bám Dương Quốc Hoàng dù ngày hôm nay anh mặc áo màu đỏ. Vì mục tiêu số 4 tự nhiên lại đến đấy để ngăn cản với mục tiêu số 1. Vẫn còn một cái má rất mỏng để Quốc Hoàng có thể chạm một về bên phía tay trái. Nhiều khả năng thì Quốc Hoàng có thể thực hiện cho mình một cú đánh an toàn. Đánh an toàn ra thế nhảy bi. Một cú đánh an toàn ra thế nhảy bi của Dương Hoàng. Sau đích 3. Và Quốc Hoàng nói rằng ngon thì mày nhảy đi. Mày ngon thì mình nhảy đi, mà không nhảy được để tao nhảy. Kazaki thật, thôi anh nhảy đi. Và bây giờ sẽ tiếp tục thử thách tài nhảy bi của Dương Quốc Hoàng. Mọi thứ đã nằm trong tính toán của Dương Quốc Hoàng. Đây là một hình bi khó. Rất hy vọng với cú nhảy bi này. Chúng ta hy vọng sẽ là một bản nhạc remix dành đến cho Dương Quốc Hoàng. Và đó là một cú nhảy bi tuyệt vời của Dương Quốc Hoàng. Quá khủng khiếp với khả năng nhảy bi của tay cờ Việt Nam chúng ta. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại siêu phẩm, không biết là siêu phẩm thứ bao nhiêu trong trận đấu này của Dương Quốc Hoàng rồi. Quá khủng khiếp. Sau khi nói anh ngon thì anh nhảy đi, bây giờ thì Kazakis không biết là đang nói điều gì nữa. Có lẽ Kazakis đang lẩm bẩm trong mồm rằng là anh ngon thật. Một cú nhảy bi quá ngon của Dương Quốc Hoàng. Nhưng lại đen đủi dành cho anh rồi. Bây giờ thì 7 lại đóng vai người xấu để che chắn 3 vào lỗ. Ba, giò 5 và 8 là ý định của Dương Quốc Hoàng. Thành công rồi nhưng 3 sẽ ở đâu đây? Lại khó rồi Dương Quốc Hoàng ơi. Một ván đấu mà Dương Hoàng đang đánh đến đâu xử lý đến đó. Nhiều khả năng Quốc Hoàng sẽ lại nhảy tiếp. Không, như vậy là anh sẽ thực hiện một tình huống A băng. Đừng quên là xin thêm thời gian. Quá đáng tiếc. Khi mà Dương Hoàng chỉ còn 2-3 giây nữa thì anh thực hiện một cú đánh vội vàng. Và đen đủi đã đeo bám Dương Quốc Hoàng khi mà BPK đã rơi vào lỗ.
Hình bi đơn giản dành cho Alexander Kazakis. Và Kazakis có được chiến thắng ở trong set 2 thì hai cầu thủ sẽ bước vào loạt sút luân lưu. Đây sẽ là cú đẹp pha ở trong ván thi đấu thứ 5 của set đấu thứ 2. Rất mạnh mẽ. Nhưng không có bi nào rơi và hình bi lộm nhộm như thế này sẽ tiếp tục là một cuộc đấu trí giữa Dương Quốc Hoàng và Alexander Kazakis. Sẽ là một cú đánh an toàn. Bởi vì lúc này không, như vậy là vẫn còn một cái má để có thể chạm vào bi thủ số 1. Và đây sẽ là một cú đánh thẳng luôn của Dương Quốc Hoàng. Một cú... có vẻ như là đã chạm vào ba rồi. Muốn bắt ba đuôi rồi, thanh niên này muốn bắt ba đuôi rồi. Lỗi đầu tiên thuộc về Dương Quốc Hoàng. Và bây giờ Kazakis sẽ cố gắng bắt ba đuôi. Hình bi này không thể dọn được thì anh sẽ bắt ba đuôi. Ác, ác thực sự rồi, quá ác rồi. Kazakis không hài lòng bởi vì Kazakis không hài lòng bởi vì vẫn còn một cái khe giữa 3 và 4 để cho cô Hoàng có thể luồn lách viên bi cái qua đó, thực hiện cho mình một cú A băng. Lúc này là quá đơn giản rồi. Thậm chí là Dương Hoàng không cần A băng mà vẫn còn một cái má mỏng luôn ở bên phía tay phải này. Kéo luôn, kéo luôn. Hơi nhẹ lực rồi. Hình bi này thì thực sự rất khó để có thể dọn, dù cho lúc này quyền chủ động vẫn đang thuộc về Alexander Kazakis. Bi mục tiêu số 2 thì Kazakis sẽ xử lý như thế nào đây? Rất khó cho Kazakis. Bởi vì dù cho Kazakis muốn công, muốn cộng 2 vào 5 hay là dò 2 vào 5 thì hình bi tiếp theo không chắc là một hình bi thuận lợi dành cho Kazakis. Anh quyết định thủ bi rồi. Không biết là Kazakis đã chỉ cái lỗ nào hay chưa. Nội dung pool 10 bi thì sẽ không có sự may mắn mà những cú đánh theo kiểu cộng, dò, cân hay là A băng bắt buộc phải chỉ lỗ trước đó. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi cú đánh của Kazakis. Có thể là một cú đổ nhỏ nhẹ nhàng sau đít 9. Không, như vậy là đã chỉ lỗ trước đó rồi. Và cú cộng bi vừa rồi của Kazakis là một cú cộng bi hay. Hay trong cả hai việc. Bởi vì sau đó vẫn là một hình bi đẹp dành cho Kazakis. Sáu bảy vẫn sẽ là một thử thách dành cho cơ thủ người Hy Lạp. Va chạm nhưng vẫn có may mắn. Tôi không nghĩ đó là một pha va chạm chủ đích của Kazakis. Nhất ổn nhất để có thể kết thúc ván đấu này. Chốt rất tự tin của Kazakis.
mọi thứ đã cần não sẽ được diễn ra. Và đó là điều mà có lẽ là chúng ta phải rất hồi hộp. Vâng, như vậy là loạt sút pen sẽ được diễn ra sau chiến thắng ở set đấu thứ hai của Alexander Kazakis. Tỷ số ở trong set 2 này sẽ là 4-1. Bởi vì thử thách ở bên thua cuối cùng dành cho Kazakis là một thử thách quá đơn giản. 4-1 trong set đấu thứ hai và Kazakis đã trở lại một cách khá ấn tượng. Bây giờ thì quá nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng tới phần thắng. Và bây giờ thì Quốc Hoàng đang xin trọng tài để đi vệ sinh, giải quyết nỗi buồn. Quá nhiều yếu tố để quyết định chiến thắng ở loạt sút luân lưu, bao gồm trình độ, tâm lý và cả may mắn nữa. Loạt sút luân lưu, mỗi người 4 quả sẽ chờ đợi chúng ta sau khi Dương Hoàng cũng như là Kazakis giải quyết nỗi buồn xong. Theo chúng tôi đánh giá thì cơ hội ở loạt sút luân lưu là 50-50. Một số bạn có hỏi nếu như trong trường hợp xấu nhất mà Dương Hoàng để thua Kazakis ở trong trận đấu này thì đã bị loại hay chưa? Câu trả lời là vẫn còn một bạn nữa để góp mặt ở vòng 64 tay cơ mạnh nhất. Bởi vì Dương Hoàng vẫn chưa thua trận nào cả. Và trận đấu này thì vẫn chưa thua. Carlo Biado thì bạn Cường Thịnh có hỏi là Carlo Biado thì như thế nào rồi? Carlo Biado thì những giải đấu gần đây không tham dự vì chấn thương. Theo thông tin mà chúng tôi có được là vì chấn thương viêm xoang đầu gối sau một giải đấu ở quê nhà. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đẳng cấp cũng như là sự may mắn và Tâm Hoàng và Quốc Hoàng sẽ có một tâm lý tốt ở trong loạt sút luân lưu này. Vì mục tiêu số 10 đã được đặt sẵn ở chấm penalty. Ai sút trước, ai sút sau cũng là một yếu tố rất lớn để có thể ảnh hưởng tới tâm lý của hai cơ thủ. Cả Dương Hoàng lẫn Kazakis đều chưa thua ở giải đấu này. Và đây là một trận đấu mà tranh vé thẳng vào vòng 64 tay cơ mạnh nhất của Las Vegas Open. Trong khi đó thì nếu như cơ thủ nào để thua thì vẫn sẽ còn một bạn đấu nữa. Quốc Hoàng đã vào trước. Cố lên, cố lên. Chúng ta hy vọng sự chính xác sẽ là tuyệt đối của Dương Hoàng trong 4 quả đá pen của mình. Kazakis cũng đã có mặt rồi và vị trọng tài của chúng ta sẽ đưa cái để cho Kazakis thực hiện trước cú đá của mình. Luật sút ở
Luật sút luân lưu ở giải đấu này đó là dê cái sang bên này sút một quả, xong rồi dê cái sang bên kia sút một quả. Mỗi người sẽ sút 4 quả, nếu như hòa nhau thì sẽ sút từng quả một. Tương tự như đá pen ở trong bóng đá thôi. Khi mà kiểu sút... Vâng, chúng ta sẽ cùng đến luôn với cú sút đầu tiên của Alexander Kazakis. Không thành công! Đó là một cú đổ nhẹ nhàng của Alexander Kazakis và ngay lập tức anh đã khá thất vọng với cú dứt điểm của mình. Kazakis đã buông hẳn gậy của mình lên trên bàn thi đấu và với một vẻ mặt rất là âu sầu. Quốc Hoàng ơi, chúng ta đang phần nào đó có được lợi thế ở loạt sút đầu tiên. Thực sự là rất hồi hộp. Cú sút đầu tiên của Dương Quốc Hoàng cũng không thành công. Chúng tôi hiểu rằng áp lực đang là cực kỳ kinh khủng lên đôi vai của Dương Hoàng và cả Alexander Kazakis nữa. Tỷ số sau hai loạt sút đầu tiên vẫn đang là không đều. Đây là cú đá thứ hai của Kazakis ở góc đối diện. Lần này là một sự chính xác của Kazakis. Baker đến từ Hy Lạp đang dẫn trước 1-0. Quốc Hoàng liệu có để dê bên bị cái vào sát trong bàn một tí không, cho dễ đánh cầu tay của mình hay không? Như vậy là Quốc Hoàng vẫn sẽ quyết định để cái khá sát với thành băng. Và chúng ta đang cảm nhận được áp lực của Dương Quốc Hoàng là lớn đến như thế nào. Cú đá thứ hai của Dương Hoàng vẫn không phải là một cú đá thành công. Như vậy là lợi thế đang nghiêng hẳn về Kazakis. Sau hai loạt đá thì Kazakis đang tạm dẫn với tỷ số là 1-0. Tâm lý rất lớn dành cho Dương Quốc Hoàng. Bây giờ thì Kazakis hoàn toàn có quyền tự quyết. Nhưng hy vọng dành cho Dương Quốc Hoàng là vẫn còn. Tâm lý thoải mái đã giúp cho Kazakis có được cú sút thành công thứ hai. Và tỷ số lúc này đã là 2-0 rồi. Quốc Hoàng cần phải thành công ở loạt sút thứ ba để níu kéo hy vọng trong trận đấu này. Nếu như không thành công thì Kazakis không cần phải sút ở loạt thứ tư nữa. Đó là một cú sút vẫn không thể thành công của Dương Hoàng. Và một màn đá pen khá tệ của tay cờ Việt Nam chúng ta. Có thể cảm nhận được áp lực là lớn đến như thế nào. Và ở một giải đấu như thế này thì có lẽ là Dương Hoàng cần phải cải thiện thêm nhiều điều về loạt đá pen nữa, bởi vì hoàn toàn có thể xảy ra Quốc Hoàng vẫn còn một mạng nữa và anh sẽ thi đấu có lẽ là vào lúc 12:30 theo giờ của Việt Nam. Không sao cả, cả Quốc Hoàng, anh Tuấn và Thành Kiên, mỗi người vẫn còn một mạng thi đấu nữa. Và chúng ta hy vọng là Quốc Hoàng sẽ làm tốt ở những trận đấu tiếp theo. Và bây giờ thì Kazakis sẽ là người góp mặt ở vòng 64 tay cơ mạnh nhất rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúng ta đừng quên là cổ vũ cho
Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên ở khung giờ 11 giờ và 12 giờ 30. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu lần sau.